Nếu bạn là người yêu gym và hay theo dõi những huấn luyện viên, vận động viên trên các trang mạng xã hội thì chắc chắn bạn đã biết đến cái tên Michael Vazquez. Anh chàng này rất nổi tiếng trên mạng xã hội khi chia sẻ những video tập luyện ấn tượng của mình trên trang cá nhân Instagram. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ với bạn một số thông tin hay để bạn hiểu rõ hơn về anh chàng này nhé. Michael Vazquez là ai? Michael Vazquez là vận động viên, người mẫu thể hình và nghề nghiệp chính là huấn luyện viên thể hình online, hiện đang sinh sống tại Inwood, California. Michael Vazquez sở hữu cho mình một cơ thể hoàn hảo, body săn chắc, cực hấp dẫn và thu hút mọi ánh nhìn từ những người đối diện nhờ chăm chỉ luyện tập thể hình ở cường độ cao. Michael Vazquez đem đến một nguồn năng lượng, một động lực cháy bỏng và cả sự quyết tâm cho các bạn trẻ nam nữ đang có niềm đam mê với môn thể hình. Anh được rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ trên thế giới. Hiện tại, trang Facebook của anh có hơn 355.000 lượt thích và trên trang Instagram có 1,2 triệu lượt theo dõi. Vận động viên Michael Vazquez có một phương pháp luyện tập rất đặc biệt theo lối của functional training hay cross training, là dạng luyện tập đa kỹ năng với các bài tập cường độ cao kết hợp với các hình thức di chuyển như một bài tập bật nhảy, xoay vòng, đổi hướng, hít và nâng tạ. Các video hướng dẫn mọi người cách luyện tập thể hình được anh chia sẻ trên mạng xã hội thường là các bài tập linh hoạt, không phụ thuộc nhiều vào không gian và dụng cụ. Với các bài tập Michael Vazquez hướng dẫn, bạn có thể tập ở bất cứ đâu mà bạn cảm thấy thích hợp và thoải mái nhất. Thông tin cơ bản của Michael Vazquez: website, Instagram, Facebook và YouTube của anh chàng này mình để dưới phần mô tả nha. Cơ duyên đến với thể hình của Michael Vazquez. Bố mẹ của Michael Vazquez ly hôn từ khi anh còn nhỏ và anh phải sống cùng với mẹ. Cuộc sống thiếu hình bóng người cha khiến anh mặc cảm, tự ti với mọi người. Michael Vazquez thường xuyên uống rượu, đi tiệc tùng để che giấu nỗi đau của mình. Michael Vazquez trở nên béo phì do sinh hoạt không khoa học, uống nhiều rượu, dinh dưỡng kém và anh cảm thấy vỡ bỏ với cuộc sống hiện tại. Phải rất lâu sau, Michael Vazquez mới bắt đầu tìm đến thể dục thể hình. Khi được lên chức bố, Michael Vazquez nhận thấy mình cần phải thay đổi bản thân để trở thành tấm gương sáng cho người con trai của mình. Đây là động lực giúp anh tập thể hình và là bước ngoặt quan trọng thay đổi cuộc đời của anh. Michael Vazquez đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người con trai của mình, những điều mà anh chưa bao giờ có. Khi bắt đầu tập thể dục, Michael Vazquez không biết bắt đầu từ đâu, anh đã phải xin lời khuyên đến những người xung quanh trong phòng tập, đồng thời tích cực theo dõi video trực tuyến chia sẻ trên Internet. Từ đấy, anh thúc đẩy bản thân mình tập luyện chăm chỉ hơn và vượt qua từng giới hạn mà anh đạt được trước đó. Michael Vazquez rất chịu khó lắng nghe những lời khuyên của mọi người. Anh bỏ rượu, thực hiện nếp sống khoa học, ăn uống và tập luyện hợp lý. Thái độ sống nghiêm túc đã giúp anh tiến bộ nhanh chóng. Michael Vazquez tích cực luyện tập và bắt đầu chia sẻ những video tập luyện thể hình của mình lên mạng xã hội để hướng dẫn những người chưa biết gì như mình trước đây có thể tập theo. Bằng những video hướng dẫn tập thể hình thiết thực và ấn tượng với thân hình cơ bắp đẹp, bụng 6 múi, Michael Vazquez được nhiều người yêu thích, thần tượng và mến mộ. Dần dần, anh được rất nhiều người biết đến và trở thành huấn luyện viên thể hình online được nhiều người yêu thích. Bí quyết sở hữu body cực đẹp của Michael Vazquez. Các bài tập thể hình của Michael Vazquez chủ yếu thực hiện tay không mà ít sử dụng thiết bị máy tập thể hình hiện đại. Nhờ phương pháp luyện tập này, Michael Vazquez đã giảm béo thành công và sở hữu cho mình thân hình cơ bắp săn chắc, cơ bụng 6 múi hấp dẫn. Michael Vazquez nổi tiếng với bài tập 400 rep để xây dựng bóc dáng mảnh dẻ nhưng rắn chắc và khỏe mạnh. Bài tập 400 rep của Michael cụ thể như sau.
chế độ dinh dưỡng của Michael Vazquez. Trước khi đến với môn thể hình, Michael Vazquez đi từ cùng thường xuyên nên không có chế độ dinh dưỡng phù hợp và điều này khiến anh bị tăng cân, vóc dáng không được như ý muốn. Khi bắt đầu tập thể hình, Michael Vazquez đã thiết lập lại chế độ ăn uống của mình một cách hợp lý nhất. Michael chú trọng đến thực phẩm tự nhiên, thực hiện chế độ ăn kiêng của mình rất khoa học. Bữa ăn của Michael Vazquez luôn đầy đủ protein, các và chất béo lành mạnh và các loại rau củ quả trái cây, giúp tăng cơ bắp, cung cấp đủ năng lượng và lượng mỡ trong cơ thể luôn được giữ ở mức tối thiểu. Michael Vazquez chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, đảm bảo cơ thể cung cấp đầy đủ năng lượng, không bị tích mỡ thừa. Thông thường, khẩu phần ăn hàng ngày của Michael Vazquez sẽ như sau. Như vậy, qua video ở trên đây thì các bạn đã biết Michael Vazquez là ai và cơ duyên đến với môn thể hình của anh là như thế nào rồi đúng không nào? Thông qua video này, Jim và Vũ Thuật hy vọng Michael Vazquez sẽ thêm được vào danh sách thần tượng của các bạn, tạo nên động lực cho các bạn luyện tập thể hình hăng say hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!